Xin chào tất cả các khách hàng đang theo dõi livestream của DK Eyebrow Beauty nhé. Và như mọi người có thể quan sát là hiện giờ trên tay mình đang cầm hình ảnh tư liệu của một chị khách hàng hôm nay đến để trải nghiệm dịch vụ phun môi tại DK. Thì cũng như mọi người quan sát qua hình ảnh ấy, là cái tình trạng môi của chị ấy thì khá là thâm. Và ngoài ra thì da môi khá là nhăn. Thường thì những cái ca môi này là những cái ca môi rất là khó ăn mực, cho nên là đòi hỏi tay nghề của chuyên gia phải rất là cao mới có thể xử lý được tốt những cái ca môi này. Và bây giờ thì để nói kỹ hơn về tình trạng của khách hàng thì chúng ta hãy cùng lắng nghe chuyên gia bên mình là chị Hoàng Quyên sẽ phân tích kỹ hơn về tình trạng môi khách hàng nhé. Chị Quyên ơi, chị có thể nói giúp em và các bạn đang theo dõi livestream là biết cái tình trạng môi của chị này, chị khách hàng ngày hôm nay có được không ạ? Môi của chị khách hàng tình trạng ban đầu là da môi mỏng này. Da môi mỏng với lại là thâm này, thâm tím. Thâm tím chứ không phải là thâm đen. Nên là khi mà đi xử lý cho cô chị là cái phần để nổi bật lên cái phần tẩy thâm ấy và nó hơi nâu. Nên mình phải xử lý nào cho nó hợp lý, đi nhẹ và mướt thì để ra được cái môi như thế này. Đấy, vâng. Các bạn nhìn như vậy là mình xử lý rất là nhiều mà môi nó không bị sưng. Vâng. Mày khai phải xem. Chị cho em hỏi thăm là bình thường một ca môi thâm nhiều ấy, thì mình sẽ làm trong khoảng thời gian là bao nhiêu lâu hả chị? Ca môi thâm nhiều trong khoảng 40 phút đến 1 tiếng. Vâng ạ. Bởi vì mình phải xử lý rất là nhiều lớp thì mình ra được cái nền môi đẹp thì mình mới vào màu được. Vâng. Như mọi người nghe chuyên gia vừa mới phân tích đấy ạ, là đối với những cái ca môi thâm ấy thì trước khi làm mà chuyên gia tại DK sẽ phải khử thâm sạch cho khách hàng đã. Rồi sau đấy thì bên mình sẽ vào màu nhá. Cái việc khử thâm nó rất là quan trọng. Bởi khi mà đã đánh sạch cái lớp thâm của môi như rồi ấy, đến lúc vào màu thì màu môi sẽ ăn hơn. Có thể là các chị em chúng ta sẽ không cần mất thời gian qua DK để điều chỉnh thêm vào lần thứ hai nữa đâu ạ. Và chị Quyên cho em hỏi thăm là không biết là làm môi bên mình có khác gì so với những công nghệ làm môi ở những cơ sở khác không ạ? Khác nhiều chứ, môi của bên mình là phun môi phủ xương. Trước khi làm thì mình có cho tế bào gốc vào trong mực để cho tạo môi bóng hơn và trong hơn. Vâng. Như chuyên gia vừa chia sẻ đấy ạ, là trong quá trình làm môi tại DK thì các chuyên gia có đưa thêm tinh chất tế bào gốc vào trong quy trình phun môi để khi mà môi khách hàng bong xong ấy thì màu môi sẽ rất là trong. Và ngoài ra thì sẽ không sợ bị khô như là môi cái công nghệ cổ điển trước đây nhé mọi người nhé. Và ngoài ra thêm một điểm khác biệt nữa là với cái dịch vụ phun môi ở DK so với những cơ sở khác là DK làm theo công nghệ vi chạm, chỉ đưa mực xuống cái lớp đầu tiên là lớp thượng bì của bề mặt môi thôi ạ. Vậy nên là sẽ hạn chế tối đa được cái tình trạng sưng nề cho khách hàng nhé mọi người nhé. Như mọi người quan sát ạ, là cái tình trạng môi ban đầu của chị khách hàng chúng ta ở tư liệu đầu livestream mình có cho mọi người xem là môi rất là thâm này. Nhưng mà sau khi mà chuyên gia bên mình đã xử lý xong ấy, mặc dù là đi rất là kỹ cho khách hàng nhưng môi không hề sưng nề một chút nào đúng không ạ? Và ngoài ra thì vì đi theo công nghệ vi chạm cho nên là khách hàng cũng sẽ không cần phải ăn kiêng gì cả. Trứng, rau muống, thịt bò, xôi nếp có thể ăn được bình thường. Nhưng lưu ý giúp DK là khách hàng nên vệ sinh môi sạch sau ăn nhé. Và để theo dõi thêm những cái tư liệu hình ảnh cũng như là clip về các sản phẩm môi, mày và mí của DK thì mọi người nhớ bật chế độ xem trước trên fanpage của bên mình nhé. Cảm ơn mọi người đã theo dõi livestream ngày hôm nay của DK và hẹn gặp lại mọi người trong những livestream tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ạ.